Bác nào bị rối loạn tiền đình, thường xuyên hoa mắt chóng mặt, đứng lên ngồi xuống tối tăm mặt mày thì chia sẻ các bác cách chữa rất hiệu quả. Xin kính chào quý cô bác anh chị, rất vui được gặp lại quý cô bác anh chị trên kênh Sức khỏe đời sống HTV3. Và thưa với lại các bác, tình trạng mà rối loạn tiền đình, hoa mắt chóng mặt là tình trạng mà những người ngoài 50 là thường xuyên hay bị. Vậy thì làm thế nào để chữa được cái tình trạng này? Tôi xin được mách các bác một trong những cái cách rất là đơn giản, từ cái việc chúng ta ăn uống cho tới cái việc tập luyện, các bác làm thường xuyên thì sẽ hết được cái tình trạng này. Các cụ nhà ta xưa nay vẫn có câu rằng ăn gì bổ nấy. Bởi vậy mà nếu bác nào bị nha thì các bác có thể áp dụng những phương pháp như sau. Thưa với quý cô bác anh chị thì nếu bị rối loạn tiền đình, hoa mắt chóng mặt là cái vấn đề về đầu não của chúng ta mà. Thế thì cái việc ăn uống, từ cái việc ăn uống thôi, các bác có thể áp dụng những phương pháp như sau như này. Các bác hãy sử dụng những cái loại đồ ăn có một chút gọi là cay nóng để giúp chúng ta tăng cái khí huyết lưu thông. Thế là với những người nào tụt huyết áp nhá, thì thường rối loạn tiền đình là những người cũng dễ bị tụt huyết áp hoặc là bị cao huyết áp quá thì cũng nguy hiểm. Nếu mà cao huyết áp thì chúng ta không ăn đồ cay nóng đâu, các bác lưu ý nhá. Đấy, thứ hai đó là các bác hãy sử dụng là sao ạ? Cái óc lợn ấy, óc lợn hay gọi là óc heo đấy. Đấy, thì chúng ta hãy dùng cái óc heo này, các bác đem về, các bác ninh, ninh với lại ngải cứu. Và chỉ cần biết ngải cứu không thôi, hoặc là một vài hạt sen nữa thôi, chứ đừng cho thêm nhiều những cái gói ninh mà người ta bán ở ngoài chợ bán sẵn rồi ấy. Thì các bác cũng đừng dùng cho vào hết. Vì sao? Vì nó có rất nhiều thứ ở đấy, nó có thể ảnh hưởng chứ cũng không tốt đâu. Nên là các bác lưu ý là chúng ta chỉ dùng ngải cứu này và vài hạt sen thôi để giúp chúng ta an thần dễ ngủ thôi. Đấy, thế thì dùng hai cái thứ này thôi. Thì các bác ninh và cho thêm gia vị gia giảm vào cho nó phù hợp. Đấy, chúng ta ninh lên và chúng ta ăn. Một tuần chúng ta ăn khoảng một cái thôi. Đấy, thế thì ăn liên tục trong vòng một tháng. Một tuần một cái, ăn liên tục trong một tháng thì là bốn cái. Đấy, thì các bác ăn nó sẽ giúp cho các bác kích thích được cái não của chúng ta. Đó là ăn gì bổ nấy mà. Các cụ xưa nay nói thế rồi, cũng chẳng sai đâu các bác ạ. Ăn là đúng đấy. Và tiếp theo nữa thì thưa với các bác này, những cái cách để chúng ta luyện tập ấy, rất nhiều người lại không biết rằng là luyện tập có thể giúp chúng ta chữa được cái tình trạng này rất hiệu quả. Nhiều người thì cứ cho rằng là do cái sức khỏe của mình ấy, thì mình không làm thế nào được. Nhưng thưa với các bác, luyện tập hiệu quả lắm. Thì đầu tiên đó là hãy thường xuyên đi bộ đã các bác nhá, hãy thường xuyên đi bộ đã nếu những người nào bị, hoặc là bắt đầu chạy bộ dần, chạy chậm thôi, đừng vội chạy nhanh. Đấy cũng sẽ rất là tốt để giúp cho cái việc là cái tim của chúng ta nó bơm được khỏe mạnh hơn, nó được hoạt động và giúp khí huyết lưu thông tốt hơn là thứ nhất. Thứ hai, cái bài tập vô cùng hiệu quả này các bác hãy áp dụng này, đó là xoay các bác ạ. Hãy đứng dang hai tay và xoay các bác nha. Xoay thì lần đầu xoay là hoa mắt, có thể còn ngã đấy. Thế nên các bác lưu ý là ta chỉ xoay chậm thôi, và lần đầu tiên ta xoay chậm thôi và xoay ít thôi, nhưng hãy tập dần. Là ngày thứ nhất ta xoay chỉ được 1-2 vòng thôi, nhưng ngày thứ hai là phải tăng hơn 3 vòng, ngày thứ ba là 4-5 vòng, rồi dần dần tăng lên, và dần dần thì ta tăng tốc độ dần. Đấy, các bác cứ tập liên tục như vậy thì các bác cái tiền đình của bác sẽ rất là khỏe luôn các bác ạ. Tiền đình rất là khỏe luôn đấy, thì thường xuyên tập như vậy các bác nhớ nhá. Và tiếp nữa đó là các bác hãy tập đi bộ đi ngược. Các bác ơi, rất nhiều người không biết cái phương pháp này đâu, và đây là một trong những cách mà tôi học được của một cái bác đi tập thể dục buổi sáng. Lại cứ thế ông này ông đi bộ, cứ đi ngược chứ đi lùi ấy các bác. Thế tôi hỏi là ôi thế bác ơi, tại sao bác lại phải đi lùi thường xuyên như thế, ngày nào cũng thấy bác đi lùi như thế mà cái đoạn đường dài, thế bác đi lùi vậy làm gì? Có gì đâu, thực ra là tôi đi để giúp cho cái tiền đình nó ổn định đấy. Thế thì thưa với quý cô bác anh chị, đây là một trong những phương pháp rất hiệu quả, rất là hiệu quả, và đã bác ấy năm nay cũng thấy là già lắm rồi nhưng mà rất là khỏe mạnh hông hao. Thế thì các bác nhớ là thường xuyên tập luyện đem lại những cái hiệu quả rất là cao các bác nha. Vâng, và thưa với lại quý cô bác anh chị này, một trong những cái cách cũng tốt nhất nữa đó chính là ăn ngon ngủ say các bác ơi. Nếu những người nào mà thiếu ngủ thì cái tình trạng hoa mắt chóng mặt, rối loạn tiền đình là cái điều khó tránh khỏi. Bởi vậy mà hãy làm sao giữ cho cái tâm thái của mình nó vô tư, thoải mái, ăn uống ngủ nghỉ cho nó đầy đủ, đi ngủ đúng giờ và ăn uống những cái chất tốt đối với, có lợi đối với sức khỏe, thì từ đó các bác sẽ khỏe mạnh lên thôi. Và nếu như những bác nào mà xem được video này rồi thì đừng quên chia sẻ các bác nhá, vì tôi biết rằng có rất nhiều bác cũng đang bị những cái tình trạng này, và hầu hết luôn những người ngoài 50 trở đi thì sẽ dễ mắc phải cái tình trạng là hoa mắt chóng mặt này. Bởi vậy các bác hãy nhớ chia sẻ lại cho bà con làng xóm được biết, và đừng quên nhấn nút đăng ký ở phía bên này nữa, vì tôi còn quay trở lại với các bác rất là nhiều những video bổ ích. Và bây giờ thì xin kính chào, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau ạ.